Dạ, em xin chào quý vị đã đến với kênh YouTube của em nha. Rồi thì hôm nay em bán đại dây số Khánh Hòa nha anh chị, số 53 này đó, Khánh Hòa ngày 27 tháng 3 thứ tư đó, ngày 27 tháng 3 thứ tư 2024 đại mấu nha anh chị. Đà Nẵng là 77 nè, Đà Nẵng nè, 53 đó, Đà Nẵng nha anh chị. Rồi Khánh Hòa nè, 16 nè, nãy là hai sắp 40 tờ rồi. Khánh Hòa là 00 nè, 20 nè, 39 nè, 94 nè, 58 nè, 83 nè, 28 nè, 46 nè, 99 nè, 34 đó, anh chạy không 99 nè, 34 nè, 28, 46. Số này em bón cũng được máy sắp rồi nha anh chị, hơi thiếu số nha đó, hơi thiếu số đó, thiếu hình như cũng có hai sắp á. Rồi sáng em quay luôn cho cái ngày mai luôn nha anh chị, ngày mai ngày 28 tháng 3 đó, còn cái số Khánh Hòa là chiều nay sổ nè. Rồi em quay luôn sao qua sao lượt qua, có gì em quay lại cũng được nha anh chị, sao lượt coi nha. 25, 99, 09, 18, 27, 36, 45, 50, 64, 73, 82, 91, 08, 90, 44, 26, 35, 50, 59, 63, 72, 81, 17, 02, 94, 85, 76, 67, 20, 11, 39, 48, 53, đó nha anh chị. Quay sau qua nha, mấy cái này quân trị đây có hai sắp nè, hai sắp anh chị. Quân bình nè, quân bình là 20 tờ, 20 tờ là 40 tờ quân bình, 25 và 99 là quân bình nha anh chị. Còn mấy cái này là đài mai quân trị thứ năm nha anh chị. Rồi quay sau qua nha anh chị, cô bác anh chị nào mua vé số thì có gì ghé chú em bán ai chỗ cũ nha anh chị. Quốc lộ 24B, An Bình, Tịnh Đông, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, gần sân vào Tịnh Đông, nhân qua đường và kế sân đường các thú bác nhanh chạy ra đây. Rồi đó, nhân qua đường này quý vị thấy không, nhân qua đường bên kia được kế sân đường các thú bác đó, em bó ngay cây xanh đây anh chị ghé mua tờ ủng hộ. Thứ hai nữa mình cầu lộc cầu tài nha anh chị. Rồi chúc cho anh chị chiều nay may mắn nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong video sau nha.